疲れた。バッテパンも帰り行きましょう。chú ơi bạn chọn cái bánh mì pate còn không ạ? おはようございます. おはようございます. Về đâu về đây? Hả? Về đâu về đây? Đi á, mua bánh mì pate về. À, bánh mì pate này. Ôi xì, ôi xì, ôi xì, ôi xì. Tsukaremashita. Minasan, konnichiwa. Tsukaremashita. Hay, các bạn thấy vẻ mặt của mình rất là mệt mỏi đúng không? Mùa hè nóng bức quá, đúng không nhỉ? Và chữ A trên bảng của chúng ta đây chính là chữ gì đây? Tsukare, mệt. Tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ dạy các bạn một từ mới. Từ mới có liên quan đến sự mệt mỏi. Và cái từ này nó đồng nghĩa là nó có ý nghĩa tương đương với từ tsukare, thường xuyên được sử dụng trong mùa hè. Thế nhỉ? Vừa nãy các bạn thấy mình vừa đi mua cái gì nhỉ? Đúng rồi, mua bánh mì pate đúng không? Vậy đấy là một gợi ý cho từ vựng ngày hôm nay. Và các bạn thử đoán xem. Đây. Nào, con thử đoán cho các bạn 3 giây. 3, 2, 1. Ok. Đó chính là bate. Bánh mì pate thì là nó sẽ là bate. Hoặc người ta có thể viết chữ katakana thay vì phải viết hiragana như thế này. Người ta có thể viết thành ba bate. Chữ đó là hiragana, còn chữ bate này sẽ là katakana. Đấy thế nào? Hay bate chatta. À, ví dụ hôm qua làm việc quá sức chẳng hạn, làm việc nhiều quá nên là gì nhỉ? Cảm thấy người nó bây giờ nó uể oải, mệt mỏi. Cái từ bate này tương đương với là cơ thể mệt mỏi, cơ thể uể oải. Được chưa? Hay kino shiyoto yari sugite ima karada ga bate chatta. Karada ga bate chatta. Được chưa nào? Hay là hay sử dụng cho cái nắng của mùa hè, đúng không? Cảm thấy uể oải vì cái nắng của mùa hè. Đấy như là Achusa, tức là cái nắng này nhé. Achusa ni bateta. Hay, ok, cái sử dụng đơn giản như vậy thôi. Và mùa hè có một danh từ như thế này liên quan đến mùa hè và chữ bate được này. Đó chính là Natsubate. Tức là cảm thấy uể oải, mệt mỏi vì cái nắng của mùa hè, vì sức nóng của mùa hè. Không chịu được không? Hay, câu này chúng ta có thể thêm động từ vào đây. Thêm động từ sư lực đây. Natsubate sư lực. Đúng không? Hay, Natsubate shichatta. Tất cả. Hay là chúng ta có thể đặt câu như thế này. Minasan, Natsubate shinai yo ni karada ni kiyo tsukete kudasai ne. Hay, chú ý đến cơ thể của mình, đừng để cho chúng ta phải mệt mỏi, chịu thua cái sức năng của mùa hè này. Được chưa nào? Hay, từ này rất là dễ thuộc và rất hay sử dụng, nên là các bạn cứ đem ra sử dụng thật là nhiều nhé. Ok. Và mình có một tin vui cho các bạn, đó là cơ sở 2 của Zumori đã được hoạt động trở lại. Ngày trước thì nằm ở ký túc xá Mỹ Đình ở đoạn này. Tuy nhiên bây giờ nó chuyển đổi địa vị trí một chút, đó là ở tòa nhà Vinaconex 7. Vinaconex 7 cầu Diễn. Cụ thể đó là tầng số 2 của tòa nhà Vinaconex 7. Đấy nhỉ? Số 61 đường K2. Số 61 đường K2. Các bạn để ý nhá. Ok, hiện nay bên mình đang hoàn thành cơ sở vật chất setup lại để cho kịp khai giảng vào giữa tháng 8. Các bạn muốn đăng ký thì hãy liên lạc theo số điện thoại này hoặc đến trực tiếp trụ sở chính của Zumori tại ngã tư Sở. Ok, bye bye và hẹn gặp lại các bạn nhé.